Nhà đẹp Tân Á xin chào. Rất vui vì đã được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi ngày một nhà đẹp cùng kiến trúc Tân Á. Tân Á hiện tại là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà biệt thự dân dụng. Công ty chúng tôi hiện khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Sơn, có địa chỉ tại Nghệ An. Các bạn hãy cùng chúng tôi tham khảo mẫu nhà của anh Sơn. Và trước đó thì các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem là căn nhà của anh sau khi hoàn thành thì anh Sơn đã đánh giá như thế nào về Tân Á nhà các bạn. Sau mỗi dự án thì chúng tôi sẽ xin những đánh giá tích cực từ phía khách hàng để anh em kiến trúc sư, kỹ sư ngày càng hoàn thiện hơn, như sẽ làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo. Và chúng tôi đã nhận được những đánh giá tích cực từ phía khách hàng. Điển hình như căn nhà của anh Sơn thì anh chia sẻ rằng anh cảm ơn đội ngũ thiết kế Tân Á. Sau bao ngày thì nay cũng đã hoàn thành 99%. Chiều ngày tân gia sẽ mời gửi lời mời tới công ty. Và sau thời gian thi công không có ở nhà, nay về thì cảm thấy rất hài lòng. Chính những đánh giá tích cực như thế này là động lực để công ty Tân Á ngày càng phát triển, cũng như đem đến cho tất cả các bạn những mẫu nhà thật là đẹp, bắt mắt và sang trọng. Tiếp đến, các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu xem là căn nhà của anh Sơn được chúng tôi thiết kế như thế nào mà anh Sơn hài lòng như thế nha các bạn. Hình ảnh các bạn đang được nhìn thấy là phối cảnh 3D căn nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Sơn. Căn nhà của anh được chúng tôi thiết kế là căn 2 tầng mái Nhật có phong cách hiện đại, màu trắng sẽ là màu chủ đạo của ngôi nhà. Sự kết hợp hài hòa giữa tổng thể căn nhà, cây xanh, cổng chính cho chúng ta thấy được một ngôi nhà rất là đẹp, sang trọng, bắt mắt. Cổng chính sẽ được chúng tôi thiết kế là cổng sắt, phun tĩnh điện, hai cột hai bên sẽ được thiết kế cột vuông, và hệ mái sẽ được chúng tôi thiết kế là mái Nhật. Và hàng rào thì được chúng tôi thiết kế rất là hiện đại nha các bạn. Xen giữa các cột sẽ là hè lam, có thể nhìn được vào bên trong. Và đây là hình ảnh mặt chính của ngôi nhà. Từ sân đi vào tiền sảnh sẽ được chúng tôi thiết kế 3 bậc cấp để tạo sự thuận tiện cho việc đi lại của cả gia đình. Chân móng sẽ được ốp bằng gạch màu tối để căn nhà trở nên vững chắc và sạch sẽ hơn. Ở khu tiền sảnh, hai cột hai bên sẽ được thiết kế là cột vuông rất là to. Chân cột sẽ được ốp bằng gạch màu đen. Phần thân sẽ được sơn màu trắng cùng màu với tổng thể căn nhà. Cửa chính sẽ được chúng tôi thiết kế là cửa gỗ hai cánh, khung pano kính và sẽ được sơn màu đỏ. Ngoài ra thì cửa sổ sẽ được chúng tôi thiết kế cho tổng thể căn nhà sẽ là cửa nhôm kính viền tối màu kết hợp với màu trắng là màu chủ đạo, và ngôi nhà có phong cách hiện đại cho chúng ta thấy được một căn nhà sang trọng, bắt mắt, cũng như cửa nhôm kính sẽ giảm chi phí xây dựng và hấp thụ tốt ánh sáng tự nhiên. Ở khu vực giao nhau giữa tầng 1 tầng 2, chúng tôi sẽ sơn một lớp sơn màu xanh bao quanh và thiết kế thêm một hệ mái nhằm mục đích phân tầng. Ở trên tầng 2, chúng tôi sẽ thiết kế thêm ban công để cả gia đình có thể thư giãn. Phía trên ban công sẽ là hệ lam bằng bê tông cốt thép. Phía trên hệ lam sẽ được chúng tôi lắp đặt thêm lớp kính cường lực để che mưa, che nắng. Ở khu vực cổ mái, chúng tôi sẽ sơn một lớp sơn màu xanh để phân tầng ngôi nhà ở đây. Hệ mái được chúng tôi thiết kế đối với căn nhà của anh Sơn sẽ là mái Nhật. Trong quá trình thiết kế, chúng tôi đã tính toán về chiều cao, độ dốc, phân tầng mái, màu của mái, sao cho hệ mái phải thể hiện sự bề thế, sang trọng của ngôi nhà. Trên xeno mái, trên các cột, trên các bức tường, trần nhà sẽ được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng để căn nhà trở nên lung linh, lộng lẫy vào ban đêm. Trên hè lam, xung quanh ngôi nhà sẽ được thiết kế thêm các bồn hoa, các chậu cây cảnh, cây hoa để căn nhà trở nên hài hòa với thiên nhiên. Và đây là một phối cảnh khác nhìn từ bên phải của ngôi nhà. Căn nhà của anh Sơn được chúng tôi thiết kế rất là cân đối, hài hòa. Tỷ lệ cửa sổ không quá to, không quá nhỏ, rất nhìn vào rất là đẹp. Và để giảm sự đơn điệu cho bức tường, chúng tôi sẽ thiết kế thêm các đường chỉ âm nha các bạn. Và đây là phối cảnh nhìn từ bên trái, nhìn từ góc độ nào thì căn nhà của anh cũng rất là đẹp, sang trọng và bắt mắt. Và đây là phối cảnh nhìn từ trên cao. Ngoài diện tích của nhà thì phần sân phía trước rất là rộng, thoải mái chỗ đỗ ô tô, khu vui chơi, giải trí cho cả gia đình. Phía trước thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm một bể cá
để anh có thể nuôi cá và thư giãn ở đây. Căn nhà của anh Sơn thì đã được hoàn thành gần như là xong, và tiếp đến các bạn hãy cùng tôi chiêm ngưỡng căn nhà của anh Sơn sau khi đã hoàn thành xong nha các bạn. Và đây là căn nhà của anh đã hoàn thành xong và được anh chụp gửi lại cho chúng tôi. Các bạn có thể thấy sự lung linh, lộng lẫy và sang trọng của ngôi nhà. Căn nhà sau khi đã được thiết kế thì rất là đẹp, và tôi cam đoan là nó sẽ còn đẹp hơn trong bản vẽ thiết kế nha các bạn. Đây là góc quay nhìn từ ngoài nhà, rất là đẹp, lung linh. Đây là hình ảnh ở phòng khách nha các bạn. Được phòng khách thì được thiết kế rất là sang, xen giữa phòng khách và phòng bếp sẽ được thiết kế thêm bề lam để căn nhà trở nên sang trọng và bắt mắt hơn. Đây là khu vực phòng bếp. Tiếp đến, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là anh Sơn đã biết đến kiến trúc Tân Á như thế nào nha các bạn. Anh Sơn có chia sẻ với chúng tôi rằng anh đã biết đến kiến trúc Tân Á rất là lâu rồi. Ở Nghệ An thì có rất là nhiều gia đình đã tin tưởng và lựa chọn Tân Á làm đơn vị thiết kế. Anh nhận thấy rằng các mẫu nhà do Tân Á thiết kế thì rất là đẹp, bắt mắt và sang trọng. Do đó, anh đã lên kênh YouTube và website của nhà đẹp Tân Á để tham khảo, chọn được cho mình những mẫu nhà thật ưng ý. Ở đây, chúng tôi sẽ trưng bày các mẫu biệt thự, nhà vườn, nhà phố, nhà cấp 4 để các bạn tham khảo. Đi kèm với đó sẽ có những video quay lại những ngôi nhà mà chúng tôi đã thiết kế và thi công để các bạn có một cách nhìn thực tế hơn. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ấn thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào nha các bạn. Ở website của nhà đẹp Tân Á, chúng tôi sẽ trưng bày các mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho các chủ nhà từ trước tới nay, bao gồm có các công trình từ miền Trung cho tới miền Bắc và miền Nam ở tất cả mọi miền Tổ quốc. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà và công năng sử dụng của các căn nhà thì hãy truy cập trang web nhà đẹp Tân Á.vn. Tiếp đến, các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem là quy trình để hoàn thiện được một căn nhà của kiến trúc Tân Á là như thế nào nha các bạn. Để hoàn thiện được một căn nhà sẽ trải qua 3 giai đoạn chính, đó là khảo sát, thiết kế và thi công. Đối với căn nhà của anh Sơn, chúng tôi sẽ về tận nơi khảo sát thực địa, đó là khu đất, lấy thông tin từ anh, sau đó sẽ chuyển thông tin về phòng kiến trúc, kết hợp với kiến trúc phong thủy, kiến trúc nội thất, ngoại thất, sẽ thống nhất được phương án về phong thủy, mặt bằng và phối cảnh. Từ đây sẽ tiến hành thiết kế chi tiết kiến trúc, tính toán kết cấu, tính toán kỹ thuật, cấp thoát nước và kỹ thuật điện. Ở mỗi khâu, chúng tôi đều sẽ có phòng kiểm tra hồ sơ trước khi bàn giao. Sau khi đã bàn giao bản vẽ thiết kế cho anh Sơn, đến giai đoạn anh thi công ngôi nhà, chúng tôi sẽ cử 2 bộ phận, là bộ phận giám sát trực tiếp sẽ trực tiếp giám sát căn nhà của anh, bộ phận giám sát online sẽ nhận phản hồi, hỗ trợ anh 24/24 để đảm bảo công trình được thi công đúng thiết kế, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo được chất lượng của công trình và tiến độ đã đề ra. Các bạn có thể thấy rằng để hoàn thiện được một ngôi nhà từ khảo sát, thiết kế cho tới thi công thì chúng tôi đã cần rất là nhiều con người, nhân lực ở mỗi vị trí. Chúng tôi sẽ cử những người có năng lực phù hợp với ngôi nhà của anh để đảm nhận. Do đó, mọi so sánh đều sẽ là khập khiễng. Để có được một mô hình làm việc chuyên nghiệp, khép kín thế này, kiến trúc Tân Á đã rất cố gắng và phải có đủ năng lực thì mới có thể làm được nha các bạn. Tiếp đến, các bạn hãy cùng tôi đi khảo sát thực địa khu đất của anh Sơn nha các bạn. Để có được đầy đủ thông tin phục vụ cho quá trình thiết kế, chúng tôi đã về tận nơi khảo sát thực địa. Hình ảnh các bạn đã được nhìn thấy là hình ảnh khu đất của anh được chúng tôi chụp lại bằng flycam. Trong quá trình khảo sát, chúng tôi sẽ đo phong thủy. Từ đây sẽ đưa ra được các biện pháp xử lý phong thủy đối với căn nhà của anh Sơn. Qua khảo sát, chúng tôi được biết anh Sơn sinh năm 1986. Dựa vào phong thủy, anh hợp với 4 hướng Lâm Nha: chính Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Đất định hướng Lâm Nha là Tây Bắc. Do đó chúng tôi thống nhất hướng Lâm Nha sẽ là Tây Bắc. Trong quá trình khảo sát, chúng tôi sẽ quay khu đất bằng flycam, đo đạc khu đất cẩn thận, đo chiều rộng mặt tiền, đo cốt đất nền so với mặt tiền để phục vụ cho quá trình thiết kế. Số tiền anh dự kiến đầu tư như ngôi nhà sẽ là 1,3 tỷ đồng. Qua trao đổi, chúng tôi thống nhất sẽ thiết kế cho anh một ngôi nhà 3 tầng có công năng như sau. Tầng 1 sẽ có phòng khách, phòng bếp, 2 phòng ngủ, vệ sinh chung,
sân ướt. Tầng 2 sẽ có một phòng thờ, hai phòng ngủ, vệ sinh chung, sân phơi, ban công. Qua trao đổi và khảo sát thì anh rất hài lòng về sự chuyên nghiệp, nhiệt tình của kiến trúc Tân Á. Anh cũng tin tưởng và hy vọng rằng Tân Á sẽ thiết kế cho anh một căn nhà thật đẹp, sang trọng và khang trang. Và anh đã đúng khi lựa chọn Tân Á làm đơn vị thiết kế. Ngôi nhà của anh sau khi được chúng tôi thiết kế thì rất là lung linh, lộng lẫy và anh rất hài lòng. Hiện nay, kiến trúc Tân Á khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại căn nhà của anh Sơn một lần nữa. Bây giờ các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về mặt bằng kiến trúc căn nhà của anh Sơn, nhà các bạn. Để bố trí được vị trí các phòng một cách hợp lý, chúng tôi sẽ về đo phong thủy và đưa ra các biện pháp xử lý phong thủy đối với căn nhà của anh Sơn. Và đây là mặt bằng định vị của đất nhà các bạn. Căn nhà của anh có diện tích là 14,6 x 7,9 m2. Thì tường bao sẽ được chúng tôi thiết kế là hệ tường 220. Các vách ngăn sẽ được chúng tôi thiết kế là hệ tường 110. Sảnh chính đi vào sẽ là phòng khách có diện tích 27 m2. Phía sau phòng khách sẽ là khu vực bếp công ăn có diện tích 20,5 m2. Ở tầng 1 sẽ được chúng tôi thiết kế hai phòng ngủ có diện tích lần lượt 14 và 18 m2. Xen giữa hai phòng sẽ là cầu thang đi lên tầng 2. Cuối nhà sẽ là nhà vệ sinh chung có diện tích 6 m2 và sân rửa có diện tích 7,2 m2. Ở tầng 2 thì chúng tôi sẽ thiết kế hai phòng ngủ có diện tích tương tự như ở tầng 1. Phía trước sẽ phòng thờ có diện tích 12 m2 và phòng thờ thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm rèm che. Phía trước phòng thờ sẽ là sân thượng, phía sau sẽ là phòng sinh chung có diện tích 14,6. Cuối cùng sẽ là sân phơi có diện tích 14 m2 và nhà vệ sinh chung có diện tích 6 m2. Xung quanh ngôi nhà, chúng tôi thiết kế rất là nhiều cửa sổ để căn nhà trở nên thông thoáng, mát mẻ, giúp cho tổng thể căn nhà hấp thụ tốt ánh sáng tự nhiên. Tôi và các bạn đã tham khảo xong mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Sơn. Hy vọng rằng thông qua mẫu nhà này, các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn cho ngôi nhà tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 0944 784 333. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.